Dạ mình chào bà con nha bà con. Thì cũng tình cờ nè, mình đi trên đường thì mình gặp bà Hai nè, bà Hai đi sinh nè. Mày quay cái đó hoài hả? Vậy đó hả? Quay hoài mấy kêu quay dữ lắm. Ai? Ai quay vậy? Ai quay bà vậy? Mấy cấp nó quay nè. Vậy đó hả? Rồi quay rồi có cho tiền bà không? Không có. Quay đi luôn, quay đi xong mà nó xin nó lấy xong mà thôi. Vậy đó hả? Bây giờ con chia sẻ con cho tiền bà nè. Trời ơi, nó quay nó lấy xong mà nó. Vậy đó hả? Nó đi phiên góp rồi nó lấy xong mà thôi. Vậy đó hả? Quay ít gì trời ơi. Cho mẹ nó 2-3 ngàn bạc. Ờ. Quay rồi nói gì hỏi gì không thôi mà. Vậy quay nhiều lắm rồi đó hả? Bà Hai. Đến đài nữa rồi thôi. Vậy đó hả? Đủ thứ hết trơn rồi, có gì chứ. Đây nè, giờ con cho tiền bà, con vô tình con đi ngang đây thôi. Đi xin nè, cũng ra đi xin nữa hả? Vậy đó hả? Mấy bà đó trên đài khen không à, không có cho tiền. Không có cho tiền bà, sao kỳ vậy? Thì đi phiên góp lấy hết rồi, thôi con tranh vụ này quá. Vậy sao? Quay nữa trời ơi, quay mệt lắm. Thôi bây giờ con cho. Có mấy ngàn rồi. Vậy đó hả? Giờ luôn không có ai cho. Yeah. Phải giúp đỡ luôn cũng đỡ. Ghé đây quay bà rồi đi luôn không cho tiền bà. Cho cũng cho mấy trăm rồi đi đó, giờ không có giúp đỡ phải đừng có đi xin được á, khỏe. Dạ. Đó. Còn này cho quay hoài quay quỷ lên đài nói gì đâu không luôn. Bao lâu rồi có người quay bà Hai bao lâu bao bà Hai? Quay hoài trong năm nay quay 700 người rồi. Còn vậy đó hả? Dạ. Xuống cho quay đâu. Vậy đó hả? Được một ngày giờ rồi bà quay bà được nhiều tiền không mà trời, mà nó trời nó quay nó không có cho. Vậy đó hả? Nó quay nó đi phiên góp nó lấy. Trời con gành vụ này 60 vòng cổ thôi. Ồ vậy. Không ai cho đâu. Bà phải đọc cái số điện thoại lên đừng cho người ta biết bà. Nó đâu xài điện thoại đâu mà biết. Đừng nhờ người ta tới cái số điện thoại của bà chứ bà đừng có để cho mấy cái người kia người ta không có cho điện thoại ở đâu mà quay. Bà phải nói cái địa chỉ nhà của bà. Vậy đó. Bà phải nói cái địa chỉ nhà của bà đi nó được. Ở nhà luôn nữa nó quay cái. Vậy đó hả? Rồi vậy chứ hả? Thôi mệt đó. Bây giờ bà nói cái địa chỉ nhà của bà đi là tự động cái người ta đem lại hả? Thôi. Trời ơi trời. Chính năng tự động tự cắt. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Quay này. Nó đi góp nó lấy xong à. Vậy đó hả? Ừ. Cái này thì con không có đâu bà, bây giờ cái ví dụ như bà mà nói địa chỉ lên hay gì đó là bắt đầu cái tự nhiên là có người mấy người mà già lớn tuổi á, người ta thương nó bắt đầu người ta đem tiền là tới nhà bà luôn đó. Chứ bà đừng vậy đó. Đây còn chưa có này thôi. Vậy đó hả? Trời ơi, tội nghiệp bà già không bà con. Quay kiểu như quay rồi là không cho tiền bà đi luôn. Cho 200-300 vậy đó. Rồi đi luôn. Dạ đi luôn. Hả chi mà nó xin á, nó phiên góp á, về nó cho tôi á, mỗi tháng là 50. Dạ. Này nó phiên góp về cái rồi nó nín thinh luôn. Nó bà phải nói cái địa chỉ của bà con mạnh thường quân người ta mới biết. Người ta mới biết. Dạ. Dạ cảm ơn nha, em gái. Đó. Thấy chưa bà Hai? Đó. Thôi cái vụ này tôi gành quá rồi, đừng có quay. Mệt. Bây giờ bà nói cái địa chỉ của bà đi. Thôi, vô tới nhà, tôi nói vô tận nhà luôn. Không có cho luôn. Không có, cái con không bao giờ con vô nhà bà, nhưng mà bà nói cái địa chỉ đừng cho người ta nghe được, cứ người ta tìm tới nhà bà. Không nói luôn. Vậy đó hả? Trời ơi trời. Vô tới nhà quay không có máu què. Vô nhà bà luôn mau rồi. Vô tại nhà ý luôn. Vậy hả? Đó cái người ta đi theo con mà người ta thấy vậy người ta cho tiền bà đó thấy chưa? Ôi, trời ơi trời. Thì bây giờ con cũng cho bà chút đỉnh thì con không có tiền nhiều nó con cho vậy đó rồi cái em gái kia em thấy cũng em muốn cho bà Hai đó. Bây giờ bà Hai nói cái địa chỉ của nhà bà Hai đi là con bảo đảm với bà Hai là có mấy cái người mạnh thường quân người ta lớn tuổi người ta thương mấy bà già lắm. Thương mấy bà già neo đơn á. Thôi. Vậy sao? Lỡ tới nhà chưa chắc ăn mà địa chỉ. Trời ơi. Dạ. Ăn cái
kiểu gì đâu mà chất quất không à thôi. Cái này là cầu, này là cầu hai dưỡng, cầu hai dưỡng nha bà con. Nếu bà con đi lên đây, con cho bà hai cho con hỏi bà hai thường thường bà hai ngồi đây không à? Bà hai ngồi đây không phải không? Dạ. Dạ bà con, đây là cầu hai dưỡng nè bà con ha. Đây có một bà lão thì cụ bà cũng hơi lớn tuổi rồi. Nhưng mà thiện nhân đi, thiện nhân quay trên cái cảnh bên kia, nhưng mà thiện nhân về trên đường về thì tình cờ gặp bà cụ. Bà ngồi đây nè, ngay chỗ cầu hai dưỡng. À bà đang con là nói à đem vô dưỡng lão rồi này kia, trời ơi mệt đó. Đem vô chổng nó bó lại còn hơn là bó vậy đó hả. Đây là cái cầu này, cầu dưỡng lão của cái này là của gì ta, của Phụng Hiệp không phải? Cái này của Phụng Hiệp phải không bà hai? Dạ dạ, Phụng Hiệp Hậu Giang bà con. Đây là cũng đường về ngã năm đi Cà Mau rồi luôn. Dạ, ngã năm Cà Mau. Dạ bà con đi trên cái quốc lộ ngang cầu Dược này, bà con quẹo vô đây thì tới cầu của hai dưỡng nè, thì bà con nhìn thấy có bà cụ má thường à, bà hai cũng thường ngồi đây lắm hả bà hai? Ngồi đây. Dạ. Dạ bây giờ bà hai cho con hỏi bà hai bao nhiêu tuổi rồi? 85 cháu. 85 tuổi nha bà con. Dạ đây là bà hai, nhưng mà hồi nãy cũng mình xin bà hai để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, bà hai bà không cho, bà nói là rất nhiều anh YouTube lại quay lên đài đó mà quay rồi đi luôn à, không có cho tiền đó, rồi với lại có thể là cho tiền rồi mà mấy người không có đưa lại cho bà hai. Bà hai là 85 tuổi đó, hoàn cảnh thì tình cờ thôi, tình cờ thiện nhân gặp bà hai đây, bà thiện nhân xin bà hai chia sẻ clip bà hai ngồi đây để cho bà con xem. Quay biết là mấy cái clip nữa vậy đó hả? Dạ rồi, trên đài rồi dạ. Lên đài cũng có tôi, rồi nó bắt ca giọng cổ. Ê, trời đất ơi, trời ừ. Ủa nó làm đủ thứ đủ trò hết trơn, trời ơi tôi ganh. Ủa rồi bộ bà hai biết nói vô trong cái máy đó, bây giờ nói vô trong cái máy đó rồi cái máy đó mà không cho rồi làm sao đó. Ủa rồi bà hai biết ca giọng cổ nữa sao mà người ta kêu bà ca? Thì nó bậy bà chàm vậy đó, nó kêu vậy đó. Rồi bà hai có ca không? Không. Trời ơi trời, bà hai không có ca. Trời ơi chàm mã không à, chú Năm ơi bây giờ là cho rồi đi qua cho đi lại, cho đi lại cho đi luôn cho rồi thôi. Dạ. Đừng có quay lên đi cút ra nó, chú không có tin cái gì chứ. Dạ dạ cái dạ. Cút này là thôi. Dạ dạ, YouTube thì bà hai không tin phải không? Nhưng mà từ hồi nào giờ con không có quay cái hoàn cảnh tình huống như của bà hai giờ. Con không có quay. Cho nên hôm nay con đi xuống ngang đây thì con gặp bà hai, con ghé vô. Và con cũng xin bà hai cho con chia sẻ một cái đoạn clip để có khi bà con xa gần và con xem á, bà con có thấy thương á. À, thì bà con tìm đến cái địa chỉ nè, cái địa chỉ cầu hai dưỡng, bà con có thể đi ngang đây, bà con có thể gặp bà hai. Nó như vậy thôi. Rồi có thể là bà hai cho thông tin là cái chỗ cái địa chỉ nhà của bà hai á, có thể là Mạnh Thường Quân người ta thấy vậy đó, người ta tự bà con người ta tự đến nhà của bà hai. Nó là vậy đó. Chứ con cũng không có chỉ về con quan tâm đến người già thôi cho bà cậu con thì xem. Em có quay nè hen, rồi cậu tên cậu luôn. Rồi cậu Tân quay nè. Cậu Tân. Rồi cậu ba bốn cậu vậy đó, cậu giới thiệu tên luôn. Dạ. Rồi cậu giới thiệu chỗ ở luôn mà không có luôn. Dạ. Cậu khiên rồi cái cậu lấy hết trơn. Ôi trời ơi. Dạ bà con nghe bà hai nói nghe một câu thấy thấy cậu, rất là thấy là đất ruột. Dạ. Cậu đi góp rồi cậu lo cho cậu, rồi cậu cũng lo cho mình. Ví dụ như cậu góp 200 ngàn đi. Dạ cậu dạ. Cho mình 100 đi cũng được nữa. Cái đó là lòng đại đức. Dạ. Này cậu góp cậu lấy hết trơn. Dạ mặt. Trời ơi. Thì bây giờ con cũng có ít lòng nhiều thì con cũng cho bà chút đỉnh. Thì bữa nãy cái chị kia thấy vậy cũng cho bà chút đỉnh. Thì con cũng không có lợi dụng cái quyền riêng tư của con đâu. Bà an tâm chuyện đó đi. Thì từ xưa tới giờ con cũng không có quay cái hoàn cảnh giống như cái bà hai vậy. Cứ nói cậu nghe. Dạ dạ. Cậu cho rồi cậu đi qua đi gì à. Dạ. Vậy thôi. Dạ dạ dạ. Cúp, trời ơi cái cúp này. Nó còn hồ khen, Lễ Thủy cũng khen, rồi Minh Dương cũng khen. Trời ơi bà lão được quá, bà dạ. Lão được quá, rồi không có cho gì hết. Dạ.
Bây giờ con có nhu cầu với bà Hai, bà Hai cho xin cái số cái địa chỉ của bà Hai đi, bà Hai nói cái nhà của bà Hai đi. Bà Hai nói cái nhà của bà Hai đi, đừng cho người ta tới nhà của bà Hai á. Chứ không có tới tìm con làm chi? Không. Thì người ta đâu có biết con ở trên này đâu. Thì người ta bà Hai nói cái nhà của bà Hai cái tự động người ta tới à. Bây giờ lại đây đi gạch tôi vòng vòng đây hả? Ồ, vậy đó hả? Dạ, dạ bà Hai. Muốn cho phải không? Đi dạ. Đi ngang qua đây. Rồi. Dạ. Đi. Chứ không có quay đi giúp, đi ghép, đi giúp. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Nói đi giúp là phát giận rồi. Dạ, phát giận. Quay, không có. Dạ, dạ con cảm ơn bà Hai. Không có. Dạ. Bà Hai không có nói điện. Chụp hình đã đợi cái quay. Dạ. Không có luôn. Dạ. Thì à, mình à, chắc mình à, có người nuôi hay gì mà tôi bồng lỏng không có ai nuôi chứ. Yeah. Không có ai nuôi chứ. Ở đây cô bác biết vòng vòng yeah. nè, người ở đây mà. Dạ. Yeah. Rồi con cũng cảm ơn bà Hai. Bà chia sẻ. Dạ. Rồi bà con ơi, bà Hai thì vậy đó, bà Hai cũng cứng rắn, bà Hai không có bao giờ bà Hai nói cái địa chỉ, mà nếu bà con á có thương tình bà Hai á thì bà con đến ngay chỗ cầu của Hai Dưỡng thì bà Hai mới nãy bà Hai nói là ngày nào bà Hai cũng ở đây. Hai ở đây trưa bà Hai mới về bà Hai. Chiều bà Hai lỡ nữa hay sao, hay là bà Hai ngồi đây suốt ngày luôn? Có khi xe ôm nó rước về sớm. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi như vậy đi bà con ha. Thì mình cũng xin bà Hai cho chia sẻ một cái clip. Thì bà con cũng thông cảm vì bà Hai cũng hơi khó tánh vì có những người ta đến tao quay nhưng mà bà Hai nó không có cho tiền bà Hai á. Đó, cho nên bà Hai bây giờ bà Hai ngần ngại, bà Hai không muốn cho ai quay hết trơn á. Nhưng mà mình thì mình xin bà Hai chia sẻ một clip ngắn để cho bà bây con xem. Ví dụ đi. Dạ. Bây giờ đi lại ngay chỗ mà nhà thương á, bây giờ nói cái bà này nè. Dạ. Là bà đau đó, không yeah. có ăn tiền bà yeah. là bà bây giờ bà bệnh là không có lấy tiền thuốc bà này yeah. ha. Bây giờ bà này tôi nuôi bà rồi, không có lấy tiền thuốc bà này yeah. rồi tôi ok không có đi xin luôn yeah. hứa với chú là tôi đi xin bắn tôi giữa cầu này cho yeah, yeah. là không đi xin luôn, là nói thiệt với chú nha, bị hai cái giò đi không nổi thôi chứ còn tôi đi nổi đó em. Người ta mướn tôi mần bỏ mướn nè, tôi giặt đồ nè, tôi mần không hết luôn. Dạ. Tôi không có đi xin vụ này đâu. Dạ dạ dạ, con cảm ơn bà Hai. Dạ, con cảm ơn tấm lòng mà nói thật tình của bà Hai. Cái vụ này mà ngồi giữa dạ, đường giữa dạ, đúng rồi bà này. Hai. Dạ, lớn tuổi rồi. Tôi dạ, mần dạ. là nói thiệt với cậu, thanh niên mần chưa lợi mà bây giờ từ năm ngoái tới năm nay tôi có xin đó. Dạ. Mần không nổi dạ. chúng em ơi. Dạ. Mần không nổi rồi gác nồi những chiếc đi. Dạ. Dạ chị uống thuốc nhiều ăn nhiều dạ. cái tiền nào ăn thì ăn, cái tiền nào uống thuốc thì uống dạ. đó dạ dạ chứ không phải à trời ơi mấy ông quay đít cho nó này nè làm tức cũng sặc máu dạ. quay à, không có cho gì dạ. chơi đó dạ. con quay, thì con từ nào quay vậy nhà, mà. Dạ con thì con thì từ nào giờ con không có quay hoàn cảnh như bà Hai vậy thì hôm nay từ cũng tình cờ thôi dạ. cũng có duyên hay sao đó con hãy gặp bà Hai, con xin quay một clip thôi đó. Rồi bà Hai ngồi ngay dưới cầu Hai Dưỡng nha bà con. Dạ thôi thì đoạn clip đến đây thì thiện nhân cũng xin tạm dừng tại vì bà Hai cũng hơi khó tánh, bà Hai cũng nhăn dù mà chứ phải, dạ, quay mà chứ phải giúp đỡ đó dạ, dạ. tôi đừng có đi dọc đường gì đó, tôi mang ơn dạ. Mỗi tháng cho bà này nhiêu dạ. bà không có đi ra đường nữa nha dạ. bây giờ là mỗi tháng cho bà nhiêu tiền dạ. đó dạ. để tôi nói chung bà Hai nha. Vậy đó hả bà Hai, đồ vậy đó hả bà Hai dạ. Đồ có gì đâu là bà con nó đồ không, trong này cái trong này cái gì đâu không, không có mà trong này áo mưa, có áo mưa dạ, rồi bà Hai mưa. Ừ. áo mưa chứ quần mưa, áo mưa với đồ mưa với đồ cái ghế ngồi dạ, ghế ngồi nữa nè. Dạ bà Hai cũng thủ vậy đó bà con, áo mưa với đồ mưa thôi. Ê, không có tiền đồng bạc nó hết trong mình, không có dạ, chung dạ, luôn dạ 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 dạ, không có gì chân luôn dạ. Xin bữa nào là quất bữa nấy hết dạ. Dạ dạ mấy bà cậu quay liếc trời ơi quay phải mà phải cho cho mấy cậu kia kìa quay không cho quay mang bệnh tức mấy cậu kia quay không cho hết trơn mang bệnh tức 85 tuổi rồi mà quay hoài quay quỷ lên đài luôn không có bạc dạ. cái ông kia ông còn đục mấy chục triệu tôi không có một xu dạ
chết luôn, quay hoài. Dạ. Quay giờ cho tiền giờ mỗi tháng ha. Giờ bà này nè, không có được ra đường. Dạ. Cấm bà luôn mà không có ra đường, nếu bà ra đường tôi đưa bà vô dưỡng lão. Dạ. Giờ mỗi tháng cho bà này nhiêu. Dạ. Bà ăn miễn rồi tháng sau cho nữa. Nuôi bà trọn đời bà không có đi ra ngoài. Vậy làm sao tôi đi? Dạ. Bây giờ cho ăn cái rồi biệt dạng luôn cũng như không được đi nữa. Dạ. Quay mấy ổng đi phiên rước, còn mấy ổng lo cho thân, mấy ổng còn mình đó. Dạ thôi con cũng cảm ơn bà Hai ha. Bà Hai cũng ráng bảo trọng sức khỏe bà Hai ha. Thì, dạ dạ. Rồi thôi con đi về. Dạ. Dạ dạ cảm ơn. Dạ mô Phật. Dạ dạ dạ. Mạnh giỏi. Dạ dạ con cảm ơn bà Hai. Bà Hai dạ con cảm ơn, rất rất cảm ơn bà Hai. Dạ thôi đoạn clip đến đây, dạ mình cũng xin chào quý bà con ha. Quý bà con có xem qua clip của bà Hai 85 tuổi ngồi ở ngay chỗ cầu Hai Dưỡng đường về Cà Mau, thì bà con nhớ ghé thăm bà Hai. Dạ thấy hoàn cảnh của bà Hai cũng rất đáng thương luôn bà con ơi. Dạ thôi thân ái chào tạm biệt bà Hai, chào, chúc bà Hai được nhiều sức khỏe. Dạ dạ con cảm ơn bà Hai. Dạ mô Phật. Dạ mô Phật. Dạ bà Hai ngồi sức khỏe bà Hai. Dạ. Dạ đây là cái quốc lộ nè bà con. À, đây là đường này, đường về Cà Mau, đi luôn Cà Mau luôn về Nam Căn Cà Mau rồi bà con ha. Còn giờ mình trở về huyện Phụng Hiệp. Dạ ra quốc lộ 1 rồi bà con. Dạ.